tạo ra trên bàn. Trời. Tụi anh lên tay nghề gì? Hồi xưa chậm ha nướng bò đó lố lên đâu có nghĩ tới cái mùa á hả? Lên tay nghề dữ vậy? Đúng không? Ai sao bị trưởng đây? Đặc biệt khó có một hồi, đâu có ngờ đến ngày hôm nay. Ai cơm tấm sao bị trưởng đây? Còn thiếu nước mía nữa gấu ạ. Nè nè nè. Đúng rồi mẹ. Chị béo. Chà miếng. Bữa nào mẹ chơi bánh đàn ông nướng nước ha. Dạ. Cho con phục đi. Để con bao vô cắt. Cay quá. Lấy thịt gà ra. Mới nó nướng thịt gà. Đâu? Gà đâu? Trên mặt bàn luôn. À, như tập làm YouTube đi. Quá gì nói hôm nay thế này nọ kia, nói đi, có thấy mệt đâu. Ờ vậy hả? Ừ. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay nhà mình ăn tiệc nướng nha mọi người. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày lễ 2 tháng 5 rồi, nhà mình ăn bù quá. Ăn bù người 1 tháng 5. Không ăn bù mà ăn thêm. Ăn thêm. Và đây là một nhân vật muốn vô đây luôn à thưa mọi người. Đây. Thịt gà ướp gì đây? Đây là thịt gà ướp. Ướp gia vị thôi. Ướp gia vị bình thường nướng thôi. Đây là thịt heo nướng nha mọi người. Không. Tí đồ gấp á. Chân cái đồ gấp đi. Do cái này bị ướp sữa vô nên nó hơi trắng. Cái mà vị nó rất là ngon. Đặc biệt ở điểm thịt nướng nhà mình đó là tự làm gia vị ướp, trong đó có sữa tươi, rồi có sữa đặc, hành tỏi, nước mắm. Quay ngang kìa. Quay ngang. Ủa đây. Nãy giờ nó không quay. À không. Ông vẫn quay ngang mà. Nhưng mà ý là em không có chen vô giữa mấy người thì. Đây. Hai chuyên gia đang nướng thịt nha. Chuyên gia Sài Gòn về nướng thịt công đoạn bắt đầu nổi lửa lên. Thịt heo, thịt gà. Bếp thịt heo mà bếp thịt gà. Kỹ sư. Ủa ông nào tóc giận nằm trên bài vậy? Ông dạ, nói anh nói vậy. Anh Kha là anh rửa chân với chị Cẩm luôn mà. Có tình trạng quá trời thịt luôn. Đây có cục thịt mỡ. Cục thịt mỡ. Và cục thịt ba loại kế bên luôn. Idol của YouTube. Đây, idol của YouTube. Người đã dẫn dắt cậu vào con đường YouTuber. YouTuber. Đây. Trên cái cục mỡ đây. Đây, còn đây là idol coi cày view. Chào anh, em là con gái miền Tây. Đầy view nhiệt tình. Mới ở thành phố được có mấy ngày đi về quê nướng thịt. Ngon nha. Thịt bay. Thịt ba chỉ nướng. Gà. Ôi trời ơi. Chụp con gà kia luôn, nướng luôn. À đây.
đây còn có cái có đập lên đây rồi nữa rồi. Nó rớt xuống rồi. Nha, nó rớt xuống. Thấy không ạ? À? Thấy rồi. Thấy giá. À, để thế nào nhân dễ thấy đây. Quay quay về đây nữa, như đi quay mọi người đi như. Để giới thiệu về gia đình em có những ai. Không giới thiệu luôn hả? Ừ, ủa thì quay bình thường cứ tọt lắm. Còn sẵn mình đi quay, đây là ai? Quay với sao? Là gì với mình? Ừ đi. Còn cái mẹ đi trên hết được không? Làm nhân viên xào xí. Đây là ai ta? Đây là anh rể của mình nha mọi người. Quay mặt đây cái coi, quay mặt đây coi. Rồi, đó. Rồi đó. Đây, rồi đó, đây, đây. Rồi, đây, em trai của mình. Anh Tuấn Anh à. Trời, nó không có gì ngoài mập nha mọi người. Nhà mình có đặc điểm chung á, chính là mập nha. Cho miếng nước kìa. Ai mà không biết nuôi con. Này, nhìn cười á, nhìn cái coi. Liên hệ với cười. Dương Taxi Ngọc để... mình đang quay YouTube nha mọi người ơi. Chị đây, cách cho... chị cách cho nuôi. Đây, nó ăn thế này rồi, biểu sao thế nào không tròn được. Đây, thịt thế này đây. Đây là chỉ là một phần thôi nha. Trong gia đình nhà mình. Đây là... chị mình. Quay quần anh em như quay quần anh, quần anh đi vậy. Đây em gái mình. Rồi chị mình. Đây. Không gì phải ngại hết. Đây và đây là bác mình. Bác mình đây. Hello. Hai giúp tôi YouTuber của hai kênh phát sóng hot nhất. Bác Hải ơi. Quá mệt luôn. Lễ quá đông đúc. Phục vụ nguyên bầy con cháu xỉu luôn. Này món gì đây con? Cái này là để bỏ vô bò kho. À, bỏ kho đâu, Đây. Quay máy bôi em thôi, cho mấy em hả Cảm? Hello chị Cảm. Hello. Nhìn hai, nhìn thấy đâu mà không nhìn mọi người khán giả vậy? Nhìn là coi như cái quá trời. Ai vậy hả? Rồi ok. Để lát nữa về tắm rửa makeup rồi cho lên clip nha. Ok. Chính là bỏ ra. Bắt hai đi tắm rồi. Sợ bắt hai sửa lại. Điều phải có màu vàng vàng thì mới ngon. Kêu bắt hai chưa? Kêu bắt hai chưa? Hello bác ba. Hả? Bác ba cất cái tô. Con đang hello bác ba mà bác ba nhìn đây nè. Hả? Thì hello. Cất cái tô để mang về. Thôi khỏi mang về để nhà con luôn. Đâu rồi? Đâu? Con đang quay phim qua làm tập làm YouTuber bà. Hello. Hello bà. Chào cháu. Dạ, chào bà. Hello đây. Anh. Dạ, ủa, chào em gì? Không ngước mặt lên nhìn em cái ơi. Lên. Ý, không ai nữa. Nhìn bà nhìn đây cười bà. Hello mọi người, bà hello đi. Hello, chào cháu. Dạ. Cháu hôm nay con ta học hành tốt không? Không, ngập ngu. Cháu năm nay là hết cấp hả? Dạ. Cố gắng lên. Dạ. Ừ thì cũng có đoạn này đoạn kia chứ. À, sao đâu. Em có muốn thử một miếng không? Chị nhìn là gì con hỏi. Xuống đây cậu bóc cậu nhé. Xuống đây xích xuống đây. Bước xuống sạch mà chị ơi, sạch rồi. Đưa mồm ra. Cho nó chín thêm một tí nữa. Đưa mồm ra đây nào. Vàng cũng thêm. Ố, thau bình. Thì ra là lấy dép nó rửa ở ngoài khổ. Cái nước bình nó lấy cái cọc tay của chị. Nó không hả đúng không? Trên Google á, trên Google và Map á. Đánh giá cho Dương Taxi Ngọc trên Google Maps á. Năm sao? Năm sao, tài xế nhiệt tình đưa rút. Thịt gà ngon ghê luôn á. Thịt gì này, thịt gì vậy?
qua đây để anh quay video. Thịt mẹ thịt gì? Gà heo. Gà thịt heo hả? Mẹ ngon lắm. Thôi để mẹ lỡ chữ như rồi, bây giờ mẹ không thể bốc được. Không, mẹ không bốc. Mẹ không có cái bệnh bốc. Tại vì hôm qua là mẹ ăn cho nhanh, mẹ đi về thôi. Gì? Cái màu đỏ quá. Chưa được, sau này quá lên màu gì hết. Từ thôi. Cái này giòn 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 nè. Cái này lấy mật ong á, chét 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 chưa. Anh lấy cái này con khều 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 kia để cho nó lên giòn giòn lại cho nó lên. Như cái này là chưa chín đâu cậu. Chín rồi. Chưa chín luôn nè. Thì nó cái ức gà như vậy. Không, chưa chín. Tin chị đi. Ủa cậu nó bị ứ rồi cậu ơi. Cậu nó nhiều quá vậy. Về nhà lại cất một chỗ. Nóng ở bên này đó. Nhích 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 là nó bị. Bảy cái đường. Cục này đường tận bậc hai. Sao chưa được trời. Dạ. Những chính mà cái này là cái nó bình chính nó có đổ cái sữa lên nó đậm cái mày trắng thôi nè. Được rồi, nó đậu cho nó nóng lên sáng nữa là thấy. Dạ, bếp tự chế năng suất quá ha. Cái mắc quá. Đứng đầu gió mà phải chịu thôi. Gà nữa hả? Gà có. Thịt con này đi. Thịt chị. Không bắt được nó rồi. Mình hết đồ ăn rồi, thịt đi. Cái này kiếp kiếp lại. Cái này chẳng khác nào là mình đang mở quán bán đồ ăn luôn á. Nhìn cái số lượng thịt này. Sao vậy? Cái khung hình nó đẹp. À, trên đó còn. Qua cái hướng gà mà cho cái gì tí xíu nữa chị thử rồi rồi chị mới thử thôi. Không có thể nào mà tự nhiên mà cứ đợi người ta vừa cái làm này, mình cái vừa bóc chưa được. Chị chỉ cho thắt đôi dép xuống xong rồi quay lưng lại vậy nè. Thấy chị ơi chưa được chị làm gì đó chị. Em đang kéo tỏi kéo ớt để bỏ đồ chơi luôn hả? Lấy cái cuộn chuối thôi thì mày đi lấy cái này về làm được cái gì? Ta cần cái cục này nè để người ta chén. Rỡ của chị đâu? Em có để ở nhà người ta rồi mày không thấy. Con làm bắt bằng chút nào hết trơn. Con mới kể là con mới kể là câu chuyện này đã lên clip rồi chuẩn bị á hả? Là toàn quốc biết đến luôn. Nắm ớt là trong cái bình bao ra. Rửa này. Nhưng mà cầm anh xong che che cái clip của cậu rồi. Sao mày muốn nhà mình mua mấy cái ngói á cậu? Xong rồi vừa nướng vừa ăn luôn. Sắp thiệt mỏng ra luôn. Không biết bao nhiêu than mà mới đun cho được cái miếng nóng đó, miếng ngói cho nóng. Tại giống như người ta nướng bằng bằng đá đó, người ta đốt cho cục đá nó nóng, cái là nó đủ nhiệt độ có bắt đầu rồi. Không than ở dưới không cậu? Sợ, nhưng mà sợ là cái đó là vì con biết sao không? Nó dễ bị nổ lắm. Thấy không? Chị Châu đang được sáng mà đừng nói gì chứ. Ăn dục chưa? Con ngại lên video. Trời, con ăn rồi quá ạ. Thì thôi. Nó giỡn thôi. Ngày xưa con ăn khối. Úi dồi, nó ăn khối mà. Dừng, con lại không đủ bệnh. Hôm nay giờ nhưng mà chỉ là
Ủa ông Uy kêu về anh chưa? Anh đi làm đi nhà hai. Ủa hai. Dạ. Uy kêu hôm qua gọi điện kêu nó về mà nó về chưa? Chả thấy đâu cả, từ sáng giờ gọi không bắt máy luôn. Thằng này chiếc xài không được rồi. Vứt mẹ nó đi ra khỏi. Hai giờ khỏi trong nó. Ủa trong. Xuống đấy. Xuống đấy. Đó đó đó. Mấy mặt lại. Bên này ngồi bên này. Không được bên này. Không được 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 được. Đấy đấy. Cắm cắm về nó mới ngon. Ừ, ngon không? Ngon. 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 Nó cầm cầm để được quay lại. Hai tay cầm kéo giật. Ừ. Ngon ngon ngon. Chào mày. Sao vậy? Ơi. Ơi. Anh quay nó. Chụp xong cái anh quay cục thịt này nè. Ghét rồi, ghét rồi. Ghét rồi. Ơi. Ơi. Cô phiền anh em một cốc cava, cốc cava ramen. Hello. Xin chào mọi người nhé, hôm nay nhà mình đang tổ chức bữa tiệc và sau này hôm một tháng năm nhé, để chia tay để lấy lương anh em mời năm người con cháu đi làm nhé. Thì cụ thể là gia đình có tổ chức được cái món ăn gà nướng mẹt. Thì để ở đây thì tải cái mâm ra tạo ra cái mẹt, còn với những cái món ăn ở trên đây thì ngày đã là chuối, rồi một số món thịt nướng từ các cháu được làm gà thả vườn của nhà mình, vườn từ nuôi từ vườn ăn mối và những con côn trùng. Đây là bún bánh và rau thơm gia vị cần thiết. Còn đây là chân gần dưới biển, đây con này là dưới biển, con này con mực. Đây là mực nướng và đây là cũng là món rau luôn. Còn đây thì món bò gà, bò nấu gà nấu nấm và bánh mì và một số ấy. Thì đây là gồm có những thành viên trong gia đình là mẹ và chị, rồi anh rể cả, rồi em trai em cậu, rồi em trai cậu thắng và cả bên đây thì lại là cả cháu nhỏ thân yêu, đây là con gái, đây là cháu trai, đây là cháu gái, đây là cả cháu gái xinh đẹp kia là vợ đến từ đây con của hậu vệ, đây là vợ không nhà mình có vợ chưa thì ha, đây bên này cũng vậy, nhớ tới mọi là gì bên này cũng bên đó có bên này hay cũng được bố trí luôn gia đình gọi là đầy đủ những cái món cụ thể như bên kia. Nói là bên đây là bản sao của bên đó. Còn là thịt nướng và ấy để chúc cả cháu ăn miệng nha, chúc chị và vợ ăn thật tiền nha. Còn vợ tiền thật vui vẻ nha. Nha, cố lên nha. Đây hai ba vô này. Mọi người nâng ly nào. 1 2 3 vô. Tất cả cũng sung sướng nha, rồi ai muốn làm nhà cô tôi khỏe, rồi ai muốn làm gì cho sung sướng thì cứ cố gắng nha. Tất cả cuối cùng thì vẫn là hạnh phúc và sung sướng. Mọi người mình chỉ được tập biển biết ăn ly của bọn mình nha. Bật nước bật trước.
Ông bà nó rồng mong là xuống Long Hải về để ăn. Con biết cái bích lao á, ở trong cái tủ đồ mở ra là thấy đồ lao. Là không được, đứng ngay trước quán, đứng ngay quán.